là chỉ có châm trên cái bình này không đúng không, chứ đâu có mở ra ở dưới đúng không? Cái miếng giấy này chùm lên mở cái nắp kia nó ra. Rồi gấp dày lại cho bên gì nè, mở nó đang nóng không phải mở không phải, phải đậy như này né né mặt ra nè, chú xe nhìn nè đó nước nè đó, giờ két két nè à, khô gan két nè đó. Bây giờ cái chuyện là cái châm cho bình phụ hoài mình nói rất là nhiều người anh em rồi, đi xe cái bình nước này nó chỉ là cái bình phụ thôi, cái tên mà hiện thì cái tên nó là tất cả rồi, nó chỉ là phụ thôi, cứ cho đè châm vô này hoài nè. Giờ cái bình cái đây là nó đang xét luôn, cái bên này nhìn thấy nó đen này, nó phải là nước đâu nè, đang là tại vì rút đây ra nè, nó có xịn nước đâu nè, nó đâu có xịn nước đâu. Rồi đó, giờ đi đầu tháo két ra kiểm tra chưa kể đâu, nó bị khô như vậy nè, có những xe đổ nước vô lại á là cái bơm nước này nó lọt nước bên trong máy luôn á, hôm qua hôm kia là bị chiếc xe mà ly vô cái dây luôn là khô nước vậy nè, rồi về châm nước vệ sinh két, châm nước vô trong két xong chạy một ngày sau là nước nó lọt vô bên máy, cái tình trạng là khi mà nó đang thiếu nước này nè, nó báo vậy á là cái bơm này là nó đang bị là nóng cực kỳ nóng, nó nóng lên thì những cái xin phót nó sẽ bị chai, còn khi mình đổ cái nước vô bắt đầu là nó lọt vô bên trong máy, lúc đó là cực nữa, nên là giờ trước mắt là mở két ra đi, mở két ra xúc két coi két trước đó. Rồi sau đó là kiểm tra đến cái kia nữa, để thôi là đổ ra cái là nó lọt qua trong máy là lúc đó là tốn nhiều tiền nữa. Tại chiếc kia em bỏ cũng như trang như luôn á, cũng chiếc ly như nè, là chạy báo nhiệt cuối cùng là xúc két 200 mét đó vô, chạy ngày hôm nay qua ngày hôm sau là nước trong máy không luôn, mình phụ quen nó về đầu là mở nhưng mà xả nhớt ra là nước không đó, tới cũng là phải thay cái bơm lại không nước. Tại là cái xe nó kêu gò đúng không? Hổ lên nghe nó kêu gò luôn nè. Bóp đầy vậy. Giờ đang báo quá nhiệt luôn nè. Gò kêu luôn. Là nó nóng quá luôn. Nó đang bị có vấn đề, nó có vấn đề. Tao bây giờ đi xe, cặp thời tiết giờ nó nóng rồi. Cái bình phụ này nè, khi mà mình thay nước mát cho cái xong, đi một thời đi tầm khoảng vài ngàn cây mà nó hụt thì mình châm vô, mà đi nhưng mà tới tầm khoảng 15 ngàn cây, nếu mà đi nhiều 15 ngàn cây xả ra thay, chúng ta thay nhớt gì đó chứ không phải là cứ châm như hoài là cái xe mà nó nhất nó giải nhiệt chậm đi, thì cái thời gian nước giải nhiệt nó sẽ không có phát huy được cao, nó ở trong đó nó sâu thì nó bay hơi giết thì nó sẽ bị người để ít thì không sao, gặp mình chạy nhiều nữa thì nó sẽ phá nhiều thứ lắm. Đó, giờ mở cái két ra thì xem giờ có miếng nước nào không. Nói chung là cái két này nè, hôm nay ông nó cũng cực kỳ dơ luôn. Ở đây mình đang xúc két nha. Cái trường hợp này á, là nhiều anh em gặp, nhưng mình lưu ý luôn nha, để mình nấu trước để thôi là xe này mới mốt nữa là nó bị tình trạng là mình đổ nước mới vô anh em là nó dễ bị lọt qua bên trong máy nha. Thì nhất là cái bơm này, những cái xe này là xe đi lâu rồi. Xe này đi rất lâu rồi. 44 ngàn cây rồi nó, cho nên là cái tình trạng này thì bây giờ trước mắt là mình xúc mình đưa vô rồi về đi chủ xe sẽ kiểm tra lại, tại vì nếu như mình chỉ cần đổ nước vô ngày hôm nay mà mình chạy tầm chừng qua ngày mai thôi là thấy cái bình nước phụ mà nó cạn queo là nó sẽ chắc chắn là nó lọt vô trong máy đó. Đại dương này nè, cái nước của trong xe là còn được như đây mà nó ra cái màu này nè. Bây giờ mình nói anh em là đừng có châm trong cái bình phụ hoài là vậy đó, thấy bình phụ nó cạn thì nên kiểm tra cái két. Một bình nước mát nó rẻ tiền, nó rất là rẻ tiền hơn bình nhớt luôn á, mà nhiều anh em đi bình nhớt á thì đi trước xịn được, đi nhất bình nhất mấy trăm nghìn được, nửa triệu cũng có nữa, mà cái bình nước mát nó có bao nhiêu tiền đâu mà nhiều khi mình nói ra anh em bảo rằng là thợ bài thợ rẻ, chứ cái nước mát nó quan trọng cũng tương trang như nhớ thôi chứ không khác gì đâu anh em. Rồi nhìn vô nha, két giờ đẹp rồi nha, trắng trong nha đó. Rồi, xinh gái rồi đó, còn giờ mà mai mốt mà về mình ngày mai đó, hôm nay là lát nó xúc két vô nè, rồi chạy ngày mai nó chạy về ngày mai gì đó mình sẽ coi lại, lát nó rửa luôn cái bình phụ luôn đó, rồi ngày mai mình chỉ cần coi là bình phụ đây mà hụt mất bình phụ là mở cái nắp nhớ ra mà thấy cà phê sữa là xác định. Còn hôm nay thì mình giờ nhà kia anh đang gấp kẹt, mình không mở cái bơm này, mở cái bơm này ra thì nó sẽ có nhiều cái mất thời gian hơn nữa đó. Giờ trước mắt là xử lý này trước nha. Mở cái bình luôn em, mở cái lấy cống này xúc sạch sẽ cái bình đi nè, xúc nó ra hết những cái dơ chỗ nó cặn không à. Rồi ok anh em, nó vệ sinh sạch sẽ cái phần này ha, trắng luôn nè đó,
xe này chắc đi là đóng cặn lâu rồi. Nói chung là giờ chủ xe thì cũng kinh phí hiện tại thì cũng chưa có nhiều nên là hiện tại mình sẽ chưa có can thiệp đến cái phần bơm anh em. Cái nếu đúng mà kỹ luôn á là mình rớt ra là mình có thể là sẽ phải thay lại cái bơm nước luôn anh em. Nhưng mà trước mắt bây giờ thì mình sẽ xúc nước trước đi. Mình sẽ xúc nước trước, mình cho nước vô. Rồi đó, mình sẽ chủ xe sẽ theo dõi lại, mình châm nước lên tới cái mực chữ Uber trên này nè. Đó. Nữa đi. Chỉ cần mà ngày mai mà chạy ngày mai đó mà thấy mà nó khô về nước này là nó vấn đề liền. Rồi ok. Đó. Nha. Rồi nói chung anh em đi xe sau này lưu ý cho mình nha. Đó, bình nước mát là rẻ tiền, nó không có mắc tiền đâu nên là đừng có suy nghĩ cái chuyện là thợ dễ bình nước mát của anh em làm gì hết á. Nước mát là phải thay giống như nước, thay giống như nhớt chứ không có chuyện mà châm hoài nha. Đó, vậy tới nhà là cạn que cái bình nước phụ rồi đúng không? Đó, đón cái nền này rồi. Thì là chắc cũng mở ra nó không nhớ là thấy chắc chắn là vô đúng không? Đấy, không nên là nhiều khi nói chung là 10 chiếc thì nó hết 7 chiếc rồi, còn 3 chiếc kia là nó sẽ không có bị tình trạng là lọt qua. Nếu mà biết trước hết thì mình thường vô là tháo ra cái một số người ta nói ủa cái bơm này bình thường mà đâu có gì tự nhiên rồi cái thay cái bơm, người ta nói ra một cái câu chuyện khác nữa. Còn gì phía đây để anh em nghe cũng gần như đó. Ờ, thôi trải nghiệm đi chứ cái máy này anh em ở tỉnh mang lên là đa số là mình sẽ xử luôn. Tại vì nó có trường hợp cái này khô nước đúng không, nó bị dợp con quy lát nữa, nó thổi luôn cái con, có nghĩa là mình đổ nước mới vô nó không lọt qua nhưng mà là nó ọc lên chảy ọc nước lên thì nó bị thổi gòn, lúc đó là phải gớt đầu nữa. Đó, trường hợp đó là trường hợp xấu nữa. Rồi rút cái bơm ra. Ôi trời nóng, trời nó nóng. Rồi cái bơm nè. Đây, hỏi cái bơm này không? Đây là bằng chứng nè, cái bơm này là chắc chắn là nó sẽ qua nước. Thấy chưa? Đó, nghe lọt này nè. Rồi lát nữa rồi, kiểm tra cái nhớt luôn em, kiểm tra cái nhớt nó có bị lọt qua thì lát nữa rồi xúc cái nước chảnh luôn. Để xúc cái nhớt này luôn nha. Rồi bắn ra đi, gỡ cái hai bơm lại.